Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi giam không án đối với Nguyễn Phương Hằng đến bao giờ này Báo chí vừa đưa tin bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm thì bất ngờ, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại quyết định tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng mà không nói rõ lý do. Bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố theo khoản 2 điều 331 tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Không hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đây là một điều luật mơ hồ, vô lý, vốn trước đây thường hay được sử dụng để chống lại giới bất đồng chính kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lý giải cho quyết định này một cách rất buồn cười rằng bà Nguyễn Phương Hằng thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng nên tòa án sẽ kéo dài thêm 2 tháng tạm giam đối với bà Hằng. Đây là một lý do được cho là không thỏa đáng và hết sức đáng ngờ lại gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Được biết trước khi bị Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh ập vào xám xét nhà và bắt giữ chỉ có 2 ngày, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream nhắc đến tên của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong livestream, bà Hằng kể lể công ơn giúp đỡ ông Phan Văn Mãi, thời ông còn làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre và trách mắng ông là người vô ơn, thiếu đạo đức. Theo thông tin nhận được, bà Nguyễn Phương Hằng nói đến người này thì lại lòi ra người kia, làm cho những quan chức từng tiếp xúc với bà phải lo sợ ông Phan Văn Mãi là người quen biết với ông Thầy Lang Võ Hoàng Yên. Chính ông Võ Hoàng Yên đã giới thiệu vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Vương Hằng với bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre lúc đó là ông Phan Văn Mãi. Nhờ vào mối quan hệ đó mà vào tháng 3 năm 2020, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương đã cùng vợ là giám đốc điều hành Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc điều hành công ty đã xuất tiền túi ra xây dựng, lắp đặt hàng loạt hệ thống lọc nước ro thẩm thấu ngược theo tiêu chuẩn của Mỹ cho dân thiếu nước sạch tại tỉnh Bến Tre. Mối quan hệ này sau đó đã vượt ra ngoài giới hạn, bà Nguyễn Phương Hằng được cho là đã biết một số mặt tối của ông Phan Văn Mãi. Không hình phạt chỉ từ 2 đến 7 năm mà xem là tội phạm nguy hiểm. Ông Phan Văn Mãi có khuôn mặt giống cố thủ tướng Phan Văn Khải như đúc, mặc dù trên lý lịch hai người này không có quan hệ huyết thống. Và điều đặc biệt là ông Phan Văn Mãi có thể được cơ cấu vào bộ chính trị trong tương lai không xa. Nếu có thông tin gì bất lợi, có thể lường công danh sự nghiệp của Phan Văn Mãi sẽ bị dụng giữa chừng. Ông Phan Văn Mãi bị giới chức trong bộ máy chính quyền thành phố cho rằng ông này thủ đoạn hơn người, lạnh lùng và có phần bất chấp. Đất Sài Gòn chỉ là nơi mà ông Phan Văn Mãi dùng làm bàn đạp để mà tiến xa hơn. Chưa có ai dám động chạm đến ông Phan Văn Mãi, trừ bà Nguyễn Phương Hằng và bà đã phải lãnh hậu quả. Việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng cho đến nay đã gần 14 tháng và đã qua rất nhiều lần gia hạn tạm giam. Việc tòa kết án sẽ có thời hạn, mãn án. Còn nếu cù nhầy lấy lý do này đến lý do khác để mà giam bà Nguyễn Phương Hằng, thì điều này cho thấy nó không bình thường chút nào. Phải có bàn tay nào đấy can thiệp vào phía sau. Chẳng ai thấy bà Nguyễn Phương Hằng là nguy hiểm ngoại trừ ông Phan Văn Mãi. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng nhìn bề ngoài thì có vẻ như là chuyện thị phi cãi vã nhau và tố nhau ra tòa. Tuy nhiên bên trong của nó thì không hẳn là như thế. Có vẻ như có người muốn bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng thì đúng hơn, bởi bà Hằng chỉ tố ông Võ Hoàng Yên, nhưng rồi những nghệ sĩ có quan hệ với Võ Hoàng Yên đều lần lượt bị lột mặt nạ. Vậy những ai đang có mối quan hệ đặc biệt với Võ Hoàng Yên mà chưa bị rơi mặt nạ thì át họ không yên tâm. Nếu để bà Phương Hằng tiếp tục bắt phốt, việc giam giữ chờ xét xử đối với bà Phương Hằng rồi cũng đến ngày kết thúc. Một số nhà quan sát đang chờ xem chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra trò gì với bà Nguyễn Phương Hằng những kẻ mà có phốt bao giờ cũng rất lo sợ và họ hành động nhiều khi không sáng suốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Phan Văn Mãi giam không án với Nguyễn Vương Hằng đến bao giờ đây. Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tô Đại Tướng chuột dám vờn mèo. Vào ngày 4 tháng 1, Toán Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, Bản án dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là 30 năm tổ. Tuyên án vắng mặt. Điều đáng nói là sau đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã liên lạc với luật sư bảo chữa cho bà. Mối quan hệ giữa luật sư bảo chữa với bị can đang trốn truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một đầu mối quan trọng để bóng Tô Lâm lần ra nơi ẩn nấp của bà Nhàn. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 4 tháng nhưng ông Tô Lâm vẫn không làm gì được bà Nhàn. Điều đó chứng tỏ bà Nhàn phải rất tự tin về nơi ẩn nấp của mình thì bà mới dám công khai kháng án như vậy. Từ đầu năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã vờn ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hết lần này đến lần khác. Trước đây, Thời báo chấm đề đã phân tích rằng cách hành động của bà Nguyễn Thanh Nhàn là rất nguy hiểm cho bản thân bà. Với kích làm như vậy, hoặc là bà Nhàn là cao thủ và không hề ngần ngại chơi trò trốn tìm với ông Tô Lâm, hoặc bà Nhàn dại dột để lộ đường dây liên lạc của mình với luật sư bảo chữa cho đến nay sự thật đang dần dần sáng tỏ hơn đấy là bà nguyễn thị thanh nhàn đang đùa bỡn với ông tô lâm với hoàn cảnh hiện nay ông tô lâm đang là mèo còn bà nguyễn thị thanh nhàn là chuột có điều không phải mèo vườn chuột theo lẽ thông thường mà chuột vườn mèo đã xác định trốn đi biệt xứ không thể trở về việt nam thì làm gì bà nhàn phải tốn công kháng cáo đến như vậy bà chỉ muốn vuốt dỗ hùm rồi xem con hùng nó lồng lộn lên như thế nào mà thôi. Vào ngày 22 tháng 5 tới đây, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế. Được biết, luật sư của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng lại sẽ nộp đơn kháng cáo lên tòa án ở đây. Hơn 5 tháng sau, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn tiếp tục vẩn ông Tô Lâm. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị điều tra trong 3 vụ án Ngoài vụ án xảy ra bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã bị xét xử, còn có vụ án xảy ra tại công ty IC và bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trong vụ án này, ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Phước Hưng, là anh trai của bà Nhàn cũng đã bị khởi tố. Mới đây vào ngày 20 tháng 4, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tiếp tục bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh bà Nguyễn Thanh Nhàn được nhiều người đánh giá là người phụ nữ rất bản lĩnh. Là phụ nữ nhưng bà lại dám đứng ra là môi giới giữa ngành tình báo Israel nổi tiếng và Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng trước khi có lệnh bắt và khám xét một tháng thì bà Nguyễn Thanh Nhàn đã có chuyến đi Trung Đông cùng với ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Trí Dũng. Điều đang nói là chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi bà Nhàn đã cho 6 thuộc hạ trốn ra nước ngoài thành công mỹ mãn. Làm việc với cơ quan tình báo thì là người phải hiểu về ngành này. Thường những người này luôn tạo cho mình một đường thoát bí mật khi có biến. Lúc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chưa gặp vấn đề gì với phe ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm thì bà làm việc rất bình thường. Khi người thấy mùi có biến thì họ thoát cửa sau một cách bí mật mà họ đã dựng sẵn để đề phòng có chuyện không hay đến với họ và những cộng tác viên đặc lực dù rất nổi tiếng về nghiệp vụ bắt cóc khắp nơi trên thế giới nhưng ông Tô Lâm vẫn bất lực trước bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn xây dựng đường thoát và xây dựng nơi ẩn náu an toàn là việc làm rất quan trọng với những người làm trong ngành tình báo. Có người cho rằng sở dĩ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dám liên hệ với luật sư không sợ Tô Lâm lần dẫn nơi ẩn náu thì điều đó có nghĩa là bà rất tự tin về nơi bà đang sống. Mới đây, có tờ báo nước ngoài cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang lẩn trốn tại Trung Quốc. Không biết đây là sự thật hay chỉ là hỏa mồ mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn muốn cho truyền thông biết tin và tung ra. Có vẻ như bà Nhàn không hề sợ ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tô Lâm chuột dám vần mèo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.